Hello các bạn, em xin chân thành kính chào quý vị khán giả thân mến của em và các bạn thân mến của em. Hiện tại bây giờ là khoảng đâu 7 giờ rưỡi tối rồi, cũng tối rồi đó. Con chào các bác chưa? Chào các bác. Chào các bác nha. Yeah, ok, good. Có một tin rất là vui em mới vừa thấy trên tin tức. Đó là Mỹ đã chế ra được cái mũi thuốc chích ngừa cho chống COVID, tức là coronavirus á. Thì cái tin này rất là vui. Thì khi mà biết được tin này đó, em đã đăng lên cái Facebook là em nói là thông báo cho mọi người biết là hãy yên tâm, là chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần nhé, là ngày mai phải là ngày thứ hai là Mỹ sẽ thử cái mũi chích đầu tiên tại Washington, Seattle đó. Thì sẽ chích cho 45 người trẻ, và cho những người đó là những người volunteer, là những người tình nguyện viên được chích 45 người. Thì sau đó thì nếu như cái mũi chích này mà được hoặc tốt hoạt động đó, thì sẽ mất từ 1 năm cho tới 18 tháng để validate. Validate tức là mình validate là em cũng không biết validate tiếng Việt là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là mất tới từ 1 năm cho tới 18 tháng để mà coi như là xong xuôi hay thì phải. Thì coi như là em không biết tiếng Việt là validate là cái gì. Thì cái tin này rất là vui, cho nên em muốn báo cho các bạn biết, đó là hãy yên tâm và đừng có hỗn loạn, đừng có lo lắng nữa. Thì mọi chuyện sẽ được vui vẻ hơn, được tốt hơn. Vì cái bệnh này đã ảnh hưởng rất là tới như tinh thần rất là nhiều người. Chẳng hạn như ở bên đây đó, thì người ta mua gạo, mua nước, rồi mua giấy vệ sinh. Thì nói chung là cái gì họ cũng mua hết. Em đi chợ thì thịt cũng không có mà mua luôn. Mì gói là sạch bách hết, gạo là sạch bách hết. Tất cả hoàn toàn là bị người ta mua hết. Thì cho nên cái tin tức này đó, nó rất rất là vui đối với là mọi người. Thì hy vọng rằng 45 người này sẽ được thành công thí nghiệm. Thì nếu như mà em được mà volunteer trong 45 người này thì mừng hết lớn luôn. Hy vọng là mọi cái việc này sẽ được thành công, thì mọi người sẽ được cái thuốc chích. Thì lúc đó, trời, em nói thiệt chứ, em mừng, em muốn khóc luôn á. Vì cái bệnh này nó ảnh hưởng tới kinh tế là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là cái tinh thần của mọi người bị ảnh hưởng dữ quá. Ai cũng lo lắng, cả em cũng phải lo nữa, em lo riết mà bị sốt luôn. Thì bây giờ hồi sáng thì các bạn cũng có coi cái clip mà bị bệnh rồi đó. Thì bây giờ thì em cũng đỡ được một phần rồi. Em cảm ơn các bạn đã quan tâm, đã lo lắng cho em nhiều lắm. Cho nên cái tin vui này rất là vui luôn. Vui phải nói là vui hơn là trúng số nữa. Vì sao? Tại vì mình biết mình có cái thuốc chích thì đã giải thoát được cho cái nhân loại này khỏi cần phải hoang mang, lo sợ, bị khủng hoảng tinh thần. Có nhiều người đâu phải thí, bên đây nè, bây giờ người ta phải nói là trường học đóng cửa rồi, không có gạo để mua, không có giấy toilet, giấy vệ sinh để mua, rồi sòng bài rồi phải đóng cửa, kế tiếp không chừng là phải đóng cửa luôn những cái quán cà phê nữa. Cho nên khi mà nghe cái tin tức mà ra được cái thuốc chích, thì ngày mai sẽ là em không biết khoảng mấy giờ, không biết mấy giờ họ sẽ thí nghiệm, họ chỉ nói là ngày mai thôi là sẽ những cái mũi đầu tiên sẽ được chích. Cái tin đó là rất là quan trọng. Cho nên hiện tại bây giờ là Mỹ hình như là chết, không phải chết mà là bị nhiễm là 3.700 người rồi, và 60 mấy người bị chết rồi, đa số là người già không. Cho nên cái tin này đó, nó rất là, phải nói là rất là ảnh hưởng tới cái tinh thần của mọi người. Cho nên khi mà có được một cái thuốc đó, em vừa thấy được cái tin tức cái thuốc làm đăng lên cái Facebook, em cho thông báo cho mọi người biết liền luôn. Cho nên các bạn hãy yên tâm nhé, mà mình vui vẻ mà sống. Thì hiện tại bây giờ mình phải nên giữ sạch cái đôi tay của mình. Mình tránh né những cái mà bắt tay với nhau. Tránh né bắt tay. Con đi lên hả? Dạ. Lại đây bye bye mọi người, đi lại lên. Lại đây bye bye cô bác đây nè. Con lên ngủ hả? Dạ. Ok, con nói đi nè. Con nói làm sao? Con nói kính thưa các cô bác. Kính thưa các cô bác. Chờ cho con lên trên lầu con ngủ. Chờ cho trên lầu con ngủ. Ok, đi đi nè, bye bye đi nè. Bye. Mì gió sao đâu. Ok, đi ngủ đi nha. Ok.
Ok, bye con. Con của em á thì ngủ rất là sớm. Đứa con trai hồi nãy là nó lên lầu nó ngủ rồi. Giờ tới đứa con gái lên ngủ. Thì nói chung cái tin này là rất là một cái tin rất là vui. Là em rất là thông báo cho đến cho mọi người. Mọi người đừng có lo sợ nữa. Em nghĩ miễn mà thông báo ra đó thì chắc chắn là sẽ thành công. Thì các bạn cũng biết là cái y tế cũng là coi như là cũng như kinh tế đi, là đã đứng đầu rồi. Thì khi mình chúng ta phải có niềm tin là chúng ta sẽ chiến thắng được cái dịch này. Khi nào các bạn muốn xem cái tin tức của cái đó thì các bạn có thể vào Google, các bạn bấm vào first vaccine COVID-19 thì nó sẽ lan ra cái tin tức thôi. Cái tin tức này từ đài ABC News. Các bạn bấm chỉ cần cái chữ first vaccine COVID đây. Các bạn bấm cái chữ này, first vaccine ha. Thì nó sẽ hiện ra những cái tin tức tiếng Mỹ, còn không thôi là mình lấy tiếng Việt cũng được. Thì rất là vui. Đài Fox 10 cũng nói nữa. Thì cái này là cái trial, tức là cái thí nghiệm thôi nha các bạn. Nhưng mà chắc chắn thì sẽ được thành công thôi. Thì em hy vọng rằng 45 người này sẽ được thử chích xong rồi chắc có lẽ là họ sẽ đi vào những cái khu mà bị con COVID tấn công đó, thì thử coi mình có bị nhiễm, có được miễn nhiễm hay không. Thì hy vọng chắc chắn là coi như Mỹ đưa ra là chắc chắn là coi như là mình hy vọng là 80% đi. Thì các bạn đừng có mà kiểu như mà mình hoang mang, mình lo lắng quá. Vì khi mà mình lo lắng quá đó, mình sẽ ảnh hưởng rất tới cái tinh thần của mình. Thì giống như anh Văn Sơn anh cũng nói đó, cái virus Vũ Hán chưa đánh tới mình mà mình đã bị ung thư não rồi. Tức là mình suy nghĩ nhiều quá, mình lo lắng nhiều quá, thì mình sẽ đưa ra cái căng thẳng. Mà thật sự mà ở đây em thấy ai cũng lo. Giống như mình đi ra đường đó, những người mà thấy mà những người Á Châu đó, họ đều nhìn mình với ánh mắt rất là kỳ lạ luôn. Thì giống như họ sợ kỳ thị. Thì gần đây nhất là cái trường học Bosarande thì cũng có mấy đứa học sinh họ chiêu chọc, họ kỳ thị đó, cho nên cũng đã bị lên, không phải lên án mà cũng như bị người ta chống đối lại những cái sự việc kỳ thị đó. Thì khi mà em ra đường cũng vậy, khi mình lên phi trường cũng vậy, người ta nhìn cái đầu đen mình thấy rất là lạ lùng. Họ nhìn mình có phải là mình người Trung Quốc hay không. Có nhiều người kể em nghe đó, là họ đi ship hàng mua đồ mà cái người bên cạnh hỏi họ đó, người hỏi mình đó có phải là người Trung Quốc hay không. Thì nói chung thì cái việc này đó thì nó hay đưa đến cái sự kỳ thị. Cho nên em hy vọng rằng ngày mai sẽ có một kết quả rất là viên mãn cho mọi người. Thì em sẽ theo dõi sát cái tình hình này, và em sẽ thông báo cho các bạn biết về cái thuốc đầu tiên ngày mai được thử tại Seattle. Là thử 45 người trước nha. 45 người chứ trẻ, là những người này là tình nguyện thôi. Em hy vọng em cũng được trong 45 người đó cũng đỡ. Tại vì hàng tỷ người trên thế giới đang chờ đợi cái thuốc chích. Nhưng mà 45 người này giống như là 45 người đầu tiên được chích. Thì coi như là thí nghiệm, thử nghiệm đó. Thì chắc chắn là sẽ thành công thôi. Các bạn hãy tin vào người Mỹ nha. Người Mỹ họ rất là thông minh, họ rất là giỏi. Các bạn có để ý không? Người Mỹ á, những người mà 10 người giàu nhất thế giới toàn là Mỹ không? Toàn là người da trắng không? Chẳng hạn như cái người đứng đầu là Amazon, lúc trước là ông Bill Gates, bây giờ là tới ông Amazon là tên gì em quên rồi. Thì ông có tới 100 mấy tỷ, ông cũng là da trắng. Xong tới Bill Gates, xong tới có Warren Buffett, rồi có Mark của Facebook. Nói chung là rất là nhiều tỷ phú mà người Mỹ da trắng nha. Cho nên mình phải tin tưởng vào người da trắng là người rất là thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên mình phải tin tưởng Mỹ. Thì hy vọng là sau ngày mai sẽ có một cái kết quả viên mãn cho các bạn. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và các bạn hãy cập nhật, phải đăng ký để cập nhật những cái tin tức mới nhất nhé. Và nếu như các bạn có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký luôn, và một cái like và một cái bình luận để mình trao đổi với nhau cái thông tin thường ngày, mỗi ngày như gì đó. Em rất là vui được trao đổi những cái thông tin mỗi ngày với lại các bạn chưa qua màn ảnh nho nhỏ này. Thì em chúc các bạn một buổi trưa, hôm nay là thứ hai rồi, bên em là tối Chủ nhật, thì một buổi trưa thứ hai ăn ngon miệng và an lành nhé. Và nhớ giữ gìn vệ sinh cái đôi tay, đừng có bắt tay với ai hết.
trên phi trường em thấy một cái bảng là không được bắt tay, thì em hy vọng là chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau, đừng có bắt tay để mà đừng có bị truyền nhiễm với nhau. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.